Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào anh chị, em là Thu Nhiên thì hiện tại là em đang ở xã Vĩnh Hậu của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị một miếng đất. Đất của mình thì nằm ở cái vị trí cũng rất là đẹp luôn nha anh chị, một cái vị trí thích hợp để cho mà những anh chị mình thích xây nhà vừa nghỉ dưỡng ha. Đất là sẽ nằm trên mặt tiền đường công cộng này luôn nha, và đường này hiện tại là đường khoảng 2,5 m và xe ô tô là anh chị có thể vô được luôn. Và cái hướng này nè anh chị mình đi ra chỉ có 450 m thôi, một đường thẳng luôn, là mình sẽ đụng đường tỉnh lộ 872. Anh chị rẽ phải là mình sẽ đi về ngay chợ Cầu Kinh của xã Vĩnh Hậu, còn anh chị mà rẽ trái là mình sẽ đi về thị trấn Vĩnh Bình nha. Thì đất mình ở đây là sẽ gần thị trấn Vĩnh Bình ha anh chị, một cái vị trí rất là đẹp luôn, mà con đường đi thì là xe ô tô sẽ vô được luôn. Đây em sẽ cho anh chị xem một cái phong cảnh ở dưới quê hiện tại bây giờ nè, anh chị xem rất là đẹp luôn ha. Đang mùa lúa chín nè ha, mọi người gặt lúa rất là nhiều luôn, và cái mùa lúa chín thơm rất là tuyệt vời luôn á anh chị. Có thể là những anh chị ở Sài Gòn anh chị sẽ không có thể nào mà ngửi được cái mùa lúa chín thơm như thế này ha. Anh chị về quê đi, lâu lâu tới mùa lúa chín anh chị sẽ ngửi được cái mùi thơm này, anh chị sẽ thấy rất là tuyệt vời luôn. Anh chị sẽ thấy cuộc sống ở dưới quê nó rất là bình yên luôn á anh chị. Về đây mà anh chị xây nhà vừa nghỉ dưỡng là quá là lý tưởng luôn rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Đó là mấy anh với mấy chú đang đợi gặt lúa nè, đem lúa lên á. Bên đó là máy gặt lúa kìa ha. Rồi thì đây là cái miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè. Đất của mình thì có diện tích là 567 m², đất cây lâu năm. Thì trong đó mặt tiền bề ngang của mình là khoảng 17 m nha. 17 m đó là mình sẽ được tính từ cái khoảng cái vị trí ở đây ha anh chị. Từ cái khoảng ở đây nè, mình sẽ đo dài qua bên đây luôn, tới ngay chỗ mà chiếc xe đang đậu này nè, là bề ngang là 17 m, còn chiều sâu vô hết đất luôn á là 33 m nha anh chị. 33 m đó là sẽ tới hết cái miếng cỏ màu xanh này nè, để em đi xuống cho anh chị xem nha. Và hiện tại là đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha, và chủ kêu giá là 900 triệu. Giá cả thì anh chị mình cứ gặp trực tiếp với chủ đi thương lượng luôn ha. Vị trí này nếu mà anh chị mình thích xây nhà vườn thì mình có thể xây rất là tuyệt vời luôn. Còn nếu không thì em nghĩ là anh chị có thể mua miếng này rồi anh chị lên thêm thổ cư, và mình có thể chia nền ra để bán, để đầu tư là vẫn được luôn nha. Tính ra cái đường này em thấy là xe ô tô 16 chỗ là có thể vô được luôn á ha. Và cũng là một con đường thông luôn, đi thẳng một đường có 450 m là anh chị ra tới đường tỉnh lộ 872 rồi. Ở đây là anh chị sát bên chợ Cầu Kinh của xã Vĩnh Hậu luôn, sát bên trường học ủy ban của xã Vĩnh Hậu luôn ha. Còn từ đây mà anh chị mình cách thị trấn Vĩnh Bình là tầm khoảng 4 cây số thôi, một vị trí rất là gần luôn. Và ở đây là dân cư cũng rất là đông luôn nha anh chị. Đây em đi gần tới cuối đất rồi, thì tới đây là sình lầy rồi, nó chim bay nè. Thì tới cuối đất mình là ngay chỗ cái ranh cỏ màu xanh này nè ha anh chị. Bề ngang mặt tiền là 17 m, chiều sâu vô là khoảng 33 m ha. Trong đó thì tổng diện tích là khoảng 567 m², đất cây lâu năm, giá là 900 triệu. Ở đây là điện nước wifi sẽ có đầy đủ luôn, và có đèn đường luôn nha anh chị. Đường này của mình là một con đường thông luôn, và trên sổ là có thể hiện đường đi công cộng luôn nha. Rồi, tự nhiên bây giờ em đi vô tới đây đang buổi trưa á anh chị. Cái nhìn xung quanh đang gặt lúa, nhìn cảm giác nó rất là bình yên luôn, rất là tuyệt vời luôn ha. Gió thì mát lòng lộng luôn, rồi nó thơm cái mùi lúa chín nữa. Trời ơi, tuyệt vời lắm luôn. Rồi để em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Đất của mình thì sẽ nằm ở hướng đông bắc ha anh chị. Ôi sao nó bị mờ vậy. Đây đất là nằm ở hướng đông bắc nha. Anh chị xem nè, thì cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở đất của mình, thì xét bên là ủy ban của xã Vĩnh Hậu nè, còn bên đây ngay chỗ này là thị trấn Vĩnh Bình nè ha anh chị. Đây là cái con đường tỉnh lộ 872 nè, thì để em sẽ bấm lên cho anh chị xem từ đây mà mình đi ra tới đường tỉnh lộ đi ha. Chỉ có 400 m thôi là anh chị sẽ ra tới đường tỉnh lộ rồi nè. Đây đường này là đường tỉnh lộ 872 nè ha, đây tỉnh lộ, mình đi chỉ có 400 m thôi. Sát bên đây là chợ Cầu Kinh luôn nè anh chị. Để em xem thử coi ở đây anh chị đi lại chợ là bao xa ha.
Cái chợ này á, là đang xây dựng lại, mới lại nha anh chị, và xây dựng rất là lớn luôn. Người ta hay gọi là chợ Cầu Kinh. Thì đây anh chị xem nè, đây là chợ Cầu Kinh của xã Vĩnh Hữu. Mình đi chỉ có 600m thôi, là 2 phút là sẽ tới nha. Rồi anh chị đi qua cầu luôn, thì ở đây là sẽ có trạm y tế của xã Vĩnh Hữu nè. Đó, rồi ở đây là có ủy ban nè ha. Bên đây là có nhà văn hóa nè. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi trường trung học cơ sở Vĩnh Hữu luôn. Quán ăn, quán cà phê ở đây cũng có luôn ha anh chị. Vậy là trung bình anh chị đi tầm 600m đến 900m thôi là sẽ tới chợ, trường học, ủy ban của xã Vĩnh Hữu luôn nha. Trường học á, thì ở đây á, anh chị có thể đi trường học mầm non, mẫu giáo cấp 1, cấp 2 của xã Vĩnh Hữu. Còn nếu như á, mà mình đi trường cấp 3 thì mình sẽ đi ra ngoài thị trấn Vĩnh Bình nha. Đây anh chị xem nè, trường trung học cơ sở Vĩnh Hữu, rồi trường mẫu giáo Vĩnh Hữu nè. Bên đây là có trường tiểu học Vĩnh Hữu nè, rồi trường tiểu học Nguyễn Thị Tốt luôn. Còn nếu như mà trường cấp 3 thì anh chị sẽ đi ra ngoài thị trấn Vĩnh Bình nè. Đây ở thị trấn Vĩnh Bình thì sẽ có trường cấp 3 ha. Để em xem thử coi từ ở đây mà anh chị mình đi ra tới ngoài thị trấn Vĩnh Bình là bao xa nha. Thì từ vị trí đất mình á, anh chị đi ra tới ngay thị trấn Vĩnh Bình luôn là chỉ có 4,1 cây số thôi. Đây thị trấn Vĩnh Bình nè, 4,1 cây số thôi. Anh chị đi chỉ có 7 phút thôi là sẽ tới thị trấn Vĩnh Bình nha. Thì ở thị trấn Vĩnh Bình á, là sẽ có rất là đầy đủ những cái tiện ích luôn, như là chợ của chợ Vĩnh Bình nè. Đây anh chị xem nè, chợ Vĩnh Bình nè ha. Bên đây là trung tâm y tế huyện Gò Công luôn. Rồi những cái siêu thị nè, rồi điện máy xanh, Bách Hóa Xanh, công an, ngân hàng nè ha. Rồi ủy ban huyện nè ha. Rồi đây siêu thị nè anh chị. Rồi viện kiểm sát nhân dân nè. Bên đây tòa án, sân vận động, nhà văn hóa nè, công viên đồ đó. Anh chị đi ra tới đó là đầy đủ hết luôn. Chỉ có 4,1 cây số, anh chị đi 7 phút thôi là sẽ tới thị trấn Vĩnh Bình nha. Còn từ vị trí của mình ở đây á, mà anh chị đi ra tới ngoài đầu quốc lộ 50 á, ngay chỗ mà ngã ba Hòa Đồng đi ha. Thì trung bình á, anh chị mình đi là chỉ có 5,9 cây số thôi là mình sẽ ra tới ngoài đầu quốc lộ 50 rồi. Đó, sát bên là có bến xe Gò Công luôn. Đây, ngay chỗ này là ngã tư Hòa Đồng nha anh chị. 5,9 cây số mình đi chỉ có 11 phút thôi. Còn từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình là anh chị mình đi 65 cây số, khoảng 1 tiếng 45 phút là anh chị mình về tới rồi ha. Còn từ vị trí đất của mình ở đây á, anh chị đi về tới dưới thị xã Gò Công ha, thì anh chị mình đi là chỉ có 19 cây số thôi, coi như là khoảng nửa tiếng là anh chị về tới thị xã Gò Công rồi nha. Còn mà những anh chị mà từ thành phố Mỹ Tho mà anh chị đi xuống dưới đây á, thì trung bình anh chị mình đi là tầm khoảng 33 cây số. Đó, anh chị đi là khoảng gần 1 tiếng là anh chị xuống tới đây rồi, cũng khá là gần luôn nha. Rồi thì em xin nhắc lại ha, đất mình á là nằm ở xã Vĩnh Hữu của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đất là nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng, hiện tại là đường thông và xe ô tô là vô được luôn nha. Diện tích đất của mình là khoảng 567m2, thì trong đó mặt tiền bề ngang là 17m, chiều sâu vô là khoảng 33m. Và đất của mình hiện tại là đất cây lâu năm, chủ kêu giá là 900 triệu. Giá này thì em thấy cũng khá là ổn so với khu vực này luôn. Một vị trí rất là đẹp để cho anh chị xây nhà vườn nè. Đó anh chị xem, xe tải nhỏ là vô được luôn ha. Xây nhà vườn hoặc là anh chị có thể lên thêm thổ cư, xong rồi mình sẽ tách nền ra để anh chị bán đầu tư là cũng ngon nữa ha. Đó, xung quanh phong cảnh rất là đẹp luôn. Rất là miền Tây luôn ha anh chị. Đó, xung quanh thì cũng có nhà dân nữa nè. Đó là máy cắt lúa đó anh chị. Đây là nguyên một cái miếng đất của mình nè. Từ vị trí ở đây ha, mình sẽ đo dài qua tới cái mí ở đây luôn. Đó, ngay chỗ mà hai anh chị đang ngồi nè. Đất này thì nó sẽ thấp hơn mặt đường nha anh chị, nhưng mà thấp hơn nói chung là cũng chút xíu thôi chứ không có quá nhiều ha. Rồi thì nếu mà anh chị nào quan tâm tới miếng đất này á, thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất Quyền Trang Thái nha. Để tụi em dẫn anh chị mình đi xem rồi mình sẽ gặp chủ để thương lượng về giá cả luôn ha. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha.